Cuộc đời á, đừng bao giờ mình nghĩ rằng cái gì sẽ là bế tắc cả. Khi nào nó đến cái kết cuộc thì tự nhiên nó có cái đường nó thông. Cái này ở trong quẻ dịch ta nói cùng tất biến, biến tất thông. Khi mình đường cùng thì mình sẽ linh động ứng biến, và khi mình ứng biến được là mọi việc nó sẽ thông. Và Pháp Hòa đã, quý vị sáng cái quý vị chắp tay, cái quý vị nghĩ Pháp Hòa đi đường thẳng, cái không ngờ Pháp Hòa đi đường quẹo. Quý vị quẹo trái, nghĩ Pháp Hòa quẹo trái mà không ngờ Pháp Hòa băng qua bên phải. Cái đó gọi là gì? À, cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Có nhiều khi trong cuộc sống á, mình cầm cái vòi nước nè, mình tưới cây hoa, ai ngờ hoa chết ngắt, cỏ mọc không. Có không? Ở nhà mình phải không? Cuộc đời cũng vậy. Nhiều khi mình cố ý mình làm đó cho nó nên, mà rốt cuộc đó nó hư, mà khác nó xanh. Không? Và thường thường á, là mình lúc nào cũng vậy, có bên này thì phải có bên kia. Không bao giờ cuộc đời nào mà nó chỉ có một bên, mà Đức Phật không bao giờ cho mình cái thấy đó. Và cái thấy đó gọi là biên kiến. Biên kiến là gì? Thấy một bên, phải không? Mà nếu như mình thấy cứ một bên mình nhìn thì mình bị một cái kiến, cái thấy đó gọi là biên kiến. Mà biên kiến thì thường làm mình khổ. Nếu như mà mình thấy, mình biết rằng mình có bên này, có bên kia, thì mình cái thấy mình nó trọn vẹn á, thì mình đỡ khổ. Thật ra mình bị mắc vào một cái biên kiến, tức là thấy lệch một bên thì chả ai khổ gì, cũng có chút chút, nhưng mà người khổ đầu tiên là mình. Tại vì mình cứ một chiều thấy mà một bên của mình đó, thì không bao giờ mình có được sự an lạc và giải thoát. Mà cái mà Đức Phật dạy chúng ta là phải tập cho mình có cái nhìn vẹn. Cho nên á, khi mà Đức Phật nói tôi thấy sự sanh tử của chúng sanh giống như một người lính đứng gác cửa, ai ra vào cửa nào, mỗi ngày giờ giấc như thế nào biết rất rõ. Còn mình đó thì coi như là lúc nào cũng gặp cảnh gì thì mới ngộ cảnh đó thôi. Tại vì cái kiểu của mình là phần giác. Phần giác là gì? Giác từng phần. Khổ phần nào, giác phần đó. Không? Tức là mình, thí dụ bây giờ mình khổ tiền, khổ bị người ta lừa gạt làm ăn, chừng đó mình mới thấu, mình lúc đó mình mới thốt lên là thế thái nhân tình. Không? Rồi cái khi nào mình bị khổ vì tình, mình mới biết là nó quằn quại như thế nào. Không? Có quằn quại đớn đau mới hiểu được tình yêu. Rồi lúc đó cái mình bắt đầu ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu. À, rồi lúc đó mình mới, lúc cuối cùng mình tùm lum tà la hết, cái cuối cùng mình thốt lên được câu chân lý: ôi hay, đời ta hoang phí rất nhiều trong cơn muộn phiền, ta xin tháng ngày bình yên. Vậy thì cái bình yên là cái rất cần cho cuộc sống, mà không phải ai cũng có, phải xin mới có. Bình yên mà phải van xin đó. Ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ô hay, ta hoang phí rất nhiều trong cơn muộn phiền. Hỏi coi mình đã từng sống như vậy chưa? Mình đã hoang phí rất nhiều thời gian của mình cho những cái microphone hết pin. Quý vị thấy đời em nó khổ không? Cầm tới cái microphone nào hết pin cái đó. Một là nó giống chủ, hai là em pin mạnh hơn nó. Cho nên á, có những cái lời một câu nhưng nó cũng đủ làm cho mình khai ngộ. Nếu mà quý vị nào mà nhìn vào cái thau mà người ta đựng, ta nhốt mấy con cua đó. Con cua nó bị nhốt ở trong cái thau rồi nó cố tình nó leo lên.
Nhưng mà thường thường á, hễ con cua nào mà leo lên tới gần phân nửa là gần ra khỏi là bị con cua thứ hai nó kéo xuống. Và chúng ta sống y như cua, thấy người nào hơn mình là kéo họ xuống. Và chỉ cần cái hình ảnh đó nó cũng đủ quán chiếu về cái bản chất của cuộc sống. Cho nên vì vậy mà cái cõi này được gọi là cõi ta bà. Chữ ta bà nghĩa là gì? Hả? Có ta với có bà. Chứ có ai nữa đâu. Dịch kinh kiểu đó là chết á. Ta bà là phiên âm từ tiếng Phạn là sa ha, nghĩa là kham nhẫn. Nếu mình đã là người ở cõi đời này, cõi ta bà này, thì chúng ta phải sống bằng cái chất liệu của kham nhẫn. Kham nhẫn đủ thứ hết. Kham nhẫn hoàn cảnh, tham kham nhẫn con người, kham nhẫn mọi thứ. Để nó hướng dẫn chúng ta đến cái chỗ giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự tâm và giải thoát hoàn toàn. Có nhiều khi mình ở trong một cái cảnh khổ, nhưng mà giờ đi đâu? Không có đường để đi. Không lẽ sống khổ vậy hoài sao? Thì phải làm sao giải thoát ngay cái khi mình đang sống trong cảnh đó. Cái đó gọi là giải thoát hoàn cảnh. Tại vì mình không thể chạy ra khỏi hoàn cảnh đó. Bây giờ chỉ làm sao tâm mình có được giải thoát, để mình sống ở trong hoàn cảnh đó mà mình vẫn an nhiên bình thường. Ví dụ như mình phải sống trong một cái hoàn cảnh là mình ở chung với dâu hay là với rể. Dâu thì chua hay là rể thì dày đặc, nhưng mà cũng chưa chắc. Nhiều khi rể tốt, dâu ngọt, nhưng mà tự thân mình không hài lòng với tất cả cái hoàn cảnh xung quanh thì mình cũng tự làm khổ mình. Cái vấn đề các vị hãy bình tĩnh. Có dịp em sẽ tâm sự đời làm dâu của em. Quý vị làm dâu chỉ có một bà má chồng, mà quý vị còn viết cả đống giấy lên rên này. Mà đời em đi tới đâu là làm dâu tới đó. Em rên với ai? Cho nên người tu là làm dâu đó. Làm dâu trong họ đó. Nhưng mà tại sao mình vẫn cười, mình thoải mái được, là vì mình biết kiếp tầm phải nhã tơn. Nếu con tầm mà nó ăn lá dâu, mà nó nhả ra lá dâu, thì con tầm đó không thành công. Con tầm ăn lá dâu mà phải nhả ra tơ, mình nuốt đau khổ mà cuối cùng ra hạnh phúc, là mình là con tầm thành công. Nếu mà con tầm ăn lá dâu mà con tầm nhả ra lá dâu là bình thường. Tầm ăn dâu mà nhả ra tơ, để có thơ viết về tầm. Quý vị thấy được hình ảnh con tầm. Mình cũng thế. Không ai trong chúng ta ngồi đây mà không làm một con tầm. Mà không ai trong chúng ta ngồi đây mà không ăn lá dâu. Mà cái vấn đề của chúng ta là chúng ta nhả ra tơ hay là chúng ta nhả ra dâu. Nếu mà nhả ra tơ là tự tâm giải thoát, hoàn cảnh giải thoát, rồi cuối cùng mình bị luộc để lấy tơ. Tôi kiếp tâm mà. Thật ra mình thấy được cái đó đó là mình giải thoát hoàn toàn. Giải thoát có ba loại: giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự tâm và giải thoát hoàn toàn. Cho nên đạo Phật nói giải thoát
không có nghĩa là mình dãy để mình thoát chỗ nào, mà mình giải thoát ngay trong đời sống hiện tại. Bản chất của cuộc đời là ta bà, là phiền não. Nhưng mà mình là một người có tu, cũng giống như người ta đưa mình một bó rau, đâu có ai bưng nguyên bó rau đi luộc đâu, phải lặt rau. Và lặt rau là phải lựa, lá nào héo thì bỏ, lá nào tươi thì giữ, cái nào già thì cắt nhỏ ra ăn. Ví dụ như là ở đây là rau nhút đó, nó mắc tiền lắm, cộng già dục hết còn gì ăn. Xắt nhuyễn ra nấu nó có mùi thơm. Đó, biết làm dâu rồi đó. Quý vị biết là ở Canada đó, chỗ Pháp Hòa ở là nó hẻo lánh, người Việt ít. 6 tháng mùa đông, đâu có phải như ở đây quý vị là nắng ấm 4 mùa, phải không? Tiếng Việt quanh năm. Bên kia là mùa đông, một tép xả héo $1, trong khi đó ở đây 3 tép xả mập 49 sen. Em đi dọ giá rồi. Làm dâu vậy má chồng khen. Một trái dưa leo $5, ở bên này 3 thao dưa leo 99 sen. Quý vị thấy không? Thành nữa là nhiều khi quý vị ở trong cảnh giải thoát mà quý vị đâu có biết. Không lẽ em đang ở đâu? Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng là thật sự ra đó, nếu mà nói về cái khổ, ở đâu cũng có khổ. Cái vấn đề là chúng ta nhận ra nó, và chúng ta không hiểu thì chúng ta thấy cái khổ mình hình như cùng cực. Nhưng mà có những người khổ hơn như thầy Pháp Hòa mà mình đâu có biết. Cho nên rồi mình sẽ có một câu thần chú: thị vô đẳng chú, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Câu là gì? Cố gắng là yết đế, cố gắng hơn nữa là ba la yết đế, cố gắng thêm một chút nữa là ba la tăng yết đế, bồ đề là tới rồi. Ta bà ha là reo mừng, I am home. Bravo. Còn câu thần chú nữa là gì? Câu thần chú nữa là gì? Trong cái cõi mà so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn mình hạt cát có ra chi? So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn mình là hạt cát có ra chi? Nếu quý vị muốn đọc thơ buồn không? Hằng hà sa số, ở trên trời tôi là vì sao lạ, dưới trần gian tôi là kẻ lạc loài. Cũng bài thơ. Cho nên nếu mình nói là mình khổ không? Có người khổ hơn. Mình vui cũng có người vui hơn. Thì thôi, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Có trời, có người mà cũng có ta. Cho nên khổ đau không phải một người, mà có mình đóng góp trong đó. Tại mình sanh sự nên sự tình mới sanh. Nếu không sanh sự thì sự nào có sanh? Nhớ đó không? Tại mình sanh sự mới có sự sanh. Thì cho nên cụ Nguyễn Du á, khi mở đầu tác phẩm thì cụ nghĩ rằng
đời sống con người mình là do ai đó đặt để, nhưng cuối cùng cụ ngộ được chân lý thì cụ nói sao? Có người, có trời mà cũng có ta. Tu là cội phúc, tình là dây oan. Chữ tình này không phải là tình cảm bình thường. Chữ tình là khi mình vướng vào một cái gì thì nó đều là cái sợi dây cột mình hết. Không nhất thiết phải là tình yêu. Bất cứ một thứ cột chặt nào đều là tình cả. Thí dụ như bây giờ mình thương thầy đó, mình cúng ổng ly chè, ổng bưng đưa người ta. Rồi đó, cái ly chè đó trở thành ra cái ly chè tình. Giận thầy không bao giờ cho thầy ăn nữa. Tu là cội phúc, xả được cái đó là cội phúc nó trở về. Mình dính cái ly chè đó là dây oan của mình đó. Thầy thì vẫn vô tình cho chè, cho 2 ly, cho 3 ly mỗi lần mình đưa. Còn mình cứ cố ý đó, 2 ly rồi đó, 3 ly rồi đó. Rồi cuối cùng làm gì? Mình bị cộng 5 ly tại liếc ổng hoài. Mỗi lần gặp thầy đâu liếc đó, tại ổng cho tôi, ổng cho ly chè của tôi. Có người mà cũng có ta. Cái cuối cùng hiểu là tu là cội phúc. Cái chữ tu đây nghĩa là khi chúng ta xả được, chúng ta không cột bất thứ một cái vướng mắc nào thì chúng ta sẽ an nhàn. Cái câu đó Pháp Hòa muốn trả lời cho một bác Phật tử đây. Kính thưa Thầy, con nghe các Thầy giảng Pháp 10 năm nay rồi và con cũng thấm nhuần đạo Pháp. Con đã được ăn chay trường 10 năm rồi, con cảm thấy lòng từ bi của con lớn lắm. Dễ sợ chưa? Bởi em đâu có dám đọc liền. Và đây câu này mới hay nè. Con cảm thấy lòng từ bi của con lớn lắm và có trí tuệ nhiều lắm. Tất cả chúng sanh, tất cả các sinh hoạt hàng ngày giữa cõi đời này đối với con có thể bỏ hết để làm sao cũng được, hết có bị người ta chửi cũng không sao. Nhưng còn một chút phiền não là vì chữ ái. Thương con út của con, nó rất là thông minh, học giỏi lắm. Nó có việc làm trong xã hội tốt. Có cái là yêu không đúng chỗ. Tại vì bác viết như vậy Pháp Hòa phải diễn đạt, chứ đọc sơ sơ quý vị không hiểu được. Yêu không đúng chỗ, người khác đạo và không cùng chủng tộc, làm cho cái tâm phiền não của con còn một chút. Vậy xin Thầy giải thích cho con bỏ cái tâm phân biệt này. Hồi nãy ở trên nói lòng từ bi con lớn, hồi nãy mình đọc xong cái xuống như này từ từ. Lòng từ bi của con lớn lắm và trí tuệ của con cũng nhiều lắm. Thưa bác, Pháp Hòa đọc như vậy là tại vì tâm trạng của bác rất giống Pháp Hòa. Nhiều lúc mà mình thương yêu rất nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Thôi từ giả, không thèm yêu ai nữa. Thật ra đúng là ái. Cho nên Phật mới xác định trong kinh là ái bất trọng, bất sinh ta bà. Nếu cái sự ái luyến của chúng ta không nặng, chúng ta không có mặt ở đây.
Vì cõi đời này nó kết tụ bằng chữ ái. Ái là yêu. Ngọ ái nị, nị ái ngọ. Ngọ ái nị, nị ái ngọ. Tại sao bị đục phù mỏ? Thưa đại chúng, khi mà mình ái á, là mình yêu. Mà yêu á, là có đối tượng của yêu. Quý vị nhớ nha, hễ ái là có đối tượng của ái. Mà hãy có đối tượng tức là có dính mắc. Có đối tượng là có dính mắc. Ví dụ như bây giờ mình nhìn trong đại chúng đây, mình đi khóa tu 2 ngày nay, mình chưa có người nào lọt vô mắt mình hết á, thì mình bình thường, ngồi đâu cũng được. Mà kể từ khi mình để ý người đó rồi, cái mình cứ như vậy nè. Cái bạn hỏi làm gì? Không có, không có. Tại tôi mỏi lưng quá. Cái người nào mà dính rồi dễ biết lắm. Ủa sao không thấy vậy kìa? Hỏi thấy gì? Ờ đâu biết gì đâu. Sao chưa thấy thầy? Cho nên khi mình ái nghĩa là mình có đối tượng của cái đó. Mà hãy có đối tượng là có dính mắc. Em ăn, em nói, em cười. Kiếp này không có hai người như em. Có đối tượng. Cho nên nếu mà mình thương, mình đã thương con mình, mình đã tin rằng mình có đủ từ bi, có trí tuệ, và thậm chí mình nói con mình nó thông minh, nó học giỏi, thì tại sao mình lại không cho nó đủ trí tuệ, thông minh để nó chọn người đó yêu? Mà nếu nó chọn đúng người mình thì mình yêu chứ đâu phải nó. Vừa rồi Pháp Hòa có nghe một câu chuyện. Thì cái cô này á, cô ép đứa con của cổ cưới một người mà nó không yêu. Thì khi nó cũng vì chữ hiếu, nó nghe lời nó cưới về, nhưng mà nó chưa bao giờ nó thương. Cho nên mỗi lần mà nó đi chợ á, thì nó không biết, nó vô nói mom, call your wife to go with you. Mẹ ơi, mẹ đi vô kêu vợ của mẹ ra đi chợ chung. Tại vì nó cũng không có cái cảm giác, nó không có cái feeling khi phải đi một cái người bên cạnh mà nó không có, nó nắm tay nó ra mồ hôi. Nó không làm được, nó không có cảm giác được, no feeling. Cho nên á, thôi bây giờ giải quyết gọn gàng. Bác đã đủ lòng từ bi thì thương cái người nó yêu như bác thương con của bác. Mà bác đã tin rằng nếu bác nghĩ rằng á, tại sao nó không yêu người cùng chủng tộc, nếu nói như vậy thì tại sao người Mỹ mở cửa cho mình vô đây? Người Mỹ người ta mở cửa cho mình vô đây mà người ta không hề nói mình là chủng tộc nào cả. Mà nước Mỹ được gọi là gì? Hiệp chủng quốc. Như vậy thì không phải là vấn đề ở đứa con, mà vấn đề ở nơi mình. Mình có một cái bệnh, gặp người Mỹ kêu ngoại quốc, mà trong khi đó mình ngoại quốc mà mình không biết. Mình là ngoại quốc chính gốc nè. Hay không hay? Hay quá. Mình mới là ngoại quốc chính gốc nè, mà mình gặp người ta mà cũng kêu ngoại quốc. Cho nên thưa bác là cái tâm trạng của bác là rất dễ cảm thông, nhưng mà chính còn chút này nữa là làm bác khổ. Một chút thôi.
không nhiều đâu bác ạ. À. Tại vì lòng từ của bác rất lớn và trí tuệ bác rất nhiều và đứa con bác rất thông minh. Hai ba cái rất gom lại thì Pháp Hòa cũng rất hoan hỷ. Nếu pháp giảng của Phật chỉ là phương tiện để giúp chúng sanh đi đúng đường tu thì sự mầu nhiệm của Bồ Tát Quan Âm cũng chỉ là phương tiện giáo dục thôi hay sao? Hoàn toàn không có sự linh ứng để nguyện cầu sao? Thì cái câu này muốn hỏi là nếu mình nói rằng tất cả pháp của Phật chỉ là phương tiện độ chúng sanh, vậy thì mọi sự linh ứng như thế nào? Thưa đại chúng, nếu ở cái mặt mà gọi là phương tiện thì cái nào cũng là trân trọng hết á. Nhưng mà nếu ở cái mặt nhìn thẩm thấu tất cả mọi sự việc thì cái passport Mỹ mình đang cầm trong tay cũng chỉ là tờ giấy. Nếu nói cho đúng, thí dụ bây giờ mình chết đi là cái passport hết giá trị, phải lãnh cái passport khác do thầy Pháp Hòa cấp. Thôi mình còn sống thì mình cầm cái passport, một tờ giấy đó, và nó được mệnh danh là cái passport, cái hộ chiếu của Mỹ, thì mình thấy nó giá trị. Nhưng mà ở giá trị đây là một phương tiện để qua lại giữa giao thông giữa các nước. Nhưng mà thật sự nếu nói cho cùng, nó cũng chỉ là một tờ giấy được đặt trong một cái tên đặc biệt là hộ chiếu nước Mỹ. Ví dụ vậy đó. Cái visa mà quý vị xin đi nước này nước kia, nhiều khi cái visa nó nhăn nhó, nó đâu có đẹp đẽ gì đâu, nhưng mà phải xin cái giấy đó mình mới qua nước người ta được. Nhưng mà nói cho cùng thì nó cũng chỉ là tờ giấy. Cho nên nếu mà nói rằng á, cái nào cũng quan trọng thì cái hột, một hạt cát, một cái hoa nó cũng quan trọng. Còn nếu nói mọi pháp nó bình thường thì không có gì đặc biệt hết. Vậy thì ở đây á, sự linh ứng có, đã là phương tiện mà. Nói giờ cô đau khổ quá, cô bệnh tật nhiều quá, cô niệm Đức Quan Âm đi. Hồi nãy có hai vợ chồng lên thăm Pháp Hòa nè. Hai vợ chồng đăng ký cho thằng boy mới có 1 tuổi đó, hay 6-7 tháng gì đó, nhá kéo. Mà Pháp Hòa đi ngang qua đâu biết, tưởng hai vợ chồng. Pháp Hòa nhá hai vợ chồng mà không nhá nữa. Tại mình nghĩ trong bụng, nhỏ này biết gì đâu nhá. Thấy ba má nó trồm lên thì mình nhá ba má nó. Cuối cùng ba má nó phải chạy lên nói thiệt: ủa Pháp Hòa tưởng anh, dạ con ăn ké thằng này. Rồi thế là mình phải cầm thằng nhỏ lên nhá nhá nó. Thưa đại chúng, cái nhá kéo này, nếu mà quý vị: ôi tại tôi thấy người ta làm, tôi theo phong trào, tôi làm theo cho vui, thì cũng là làm. Nhưng mà nếu hồi nãy cái tâm mình thành kính thì cái đó nó tự nó tác dụng. Xi măng á, cán ra miếng vuông vuông để dưới đất kêu tấm đan, đổ vô cái khung có ông ngồi về kêu ông Phật, cũng là bịch xi măng nãy đó. Mà hãy đục đẽo ra cái dáng thì gọi Phật. Ở cái hình thức nào đó mình kêu tấm trải đường. Nhưng mà nếu mình tâm thanh, nó là Phật. Quý vị lại tưởng, quý vị gặp tượng là quý vị lại muốn chết luôn. Mà nhiều khi người sống, người thương của mình kế là kệ forgot. Nhưng mà mình cứ lo một cái tượng. Nhưng mà tượng lính, không phải tượng ban phước cho mình, nhưng mà tâm mình thành vô đó. Cho nên sự linh diệu có. Thầy Pháp Hòa mới nhắc đứa nhỏ, thầy Hòa kể, người mẹ mới kể là
đứa con này khi đi ultrasound bác sĩ xác định nó bệnh central. Con về con tụng kinh Địa Tạng, trì chú Đại Bi. Mấy tháng sau đi thử lại, bác sĩ nói nó bình thường, không bệnh gì hết. Pháp Hòa không có quảng cáo kinh Địa Tạng, không phải quảng cáo sự linh diệu, nhưng ở đây Pháp Hòa muốn nói tâm thành tất ứng. Thấy không? Người mẹ đau khổ vì đứa con bệnh, giờ nghe lời phương tiện. Thay vì người mẹ cứ nghĩ bệnh về đứa con nó ảnh hưởng đến cái bào thai, bây giờ đừng nghĩ tới nó nữa, đừng nghĩ tới nó, đừng nghe tiếng nó nữa. Thì á, người mẹ thay vì suy nghĩ ảnh hưởng đứa con, bây giờ không suy nghĩ nữa, đem tâm vô tụng kinh. Và cái tâm đó là cái tâm gì? Tâm positive. Cái tâm positive, cái tâm mà năng lực của sự tích cực, không nghĩ tới tiêu cực, không nghĩ khổ đau, mà hãy người mẹ nó ảnh hưởng đứa con. Đứa con nó ở trong cái bụng của mẹ kêu là tử cung. Tử cung là gì? Là cái cung điện của đứa con mình. Thì khi mà đứa con, người mẹ mà đau khổ thì đứa con nó ảnh hưởng. Quý vị để ý, người mẹ khi có thai mà buồn chồng mà khóc hoài, sanh đứa con ra nó có phần đau khổ, mắt nó buồn buồn, nó cười không được, nó ảnh hưởng lắm. Mà người mẹ không dám ăn, không, đúng là làm tất cả mọi điều nghĩ tới đứa con. Thì thay vì bây giờ nghĩ negative, tiêu cực, thì nghĩ positive, tụng kinh. Thì khi mình tụng kinh thì mình đem hết cái tâm, cái năng lực mình chuyển, thì biết đâu chừng nó có sự chuyển hóa trong đó, vừa có sự màu nhiệm mà vừa có sự kết hợp khoa học. Bệnh của mình đó, nhiều khi bệnh một chút, nhưng mà cái khổ đau của mình nó làm cho mình bệnh nhiều hơn. Tại bệnh đó, là nó có thân bệnh và nó có tâm bệnh. Bác sĩ nói mình có triệu chứng thôi chứ chưa nói xác định, là bắt đầu mình về mình lo, mình rầu. Thì mình làm, mình tăng trưởng cái lo rầu, cái độc tố đó nó đi vào trong cái chỗ độc đó nhiều hơn. Cho nên nó có ảnh hưởng thân tâm. Cho nên khi mình ngồi thiền á, mình ngồi thiền, mình tụng kinh là cái giây phút mình quên tất cả mọi phiền não, để mình đưa tâm mình vô cái chỗ an trú đó. Mình đưa tâm mình vô an trú đó là mình 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ nó rời khỏi cái đó. Cho nên ví dụ mình tụng nguyên bộ Pháp Hoa là 12 tiếng. Tại vì mình phát nguyện tụng trọn bộ Pháp Hoa. Mà cuốn Pháp Hoa nó có thể tụng 12 giờ mới xong. Thì 12 tiếng đồng hồ vì mình phát nguyện tụng, cho nên mình 12 tiếng rời tất cả những suy nghĩ tiêu cực để đưa tâm mình vô chỗ tích cực 12 tiếng. Mình lại ngũ bách danh Quan Âm là 500 danh hiệu Quan Âm, mình lại được cái tâm mình giao vô đó, quên hết những cái phiền não kia. Cho nên là phương tiện, nhưng mà trong phương tiện nó có work. Pháp Hòa ví dụ như là hết giờ rồi, thầy anh Nhi này là hết. Cho nên nó nghiệp gì? Nghiệp này là nghiệp thiếu sự trí tuệ. Nói rõ là theo Phật là trong tam độc, cái này gọi là gì? Si mê. Thưa đại chúng, chữ si mê là gì? Chỉ là mình không rõ được lẽ thật thì gọi là si mê, chứ không có gì cả. Không có cái ý chửi rủa gì mình đâu. Nhưng mà ở hoàn cảnh nào, nó rơi vào cái trường hợp nào. Cho nên đó, các vị hay thờ thần tài đó, thờ thổ địa đó, nếu mà mình lấy theo Phật giáo là không có thần tài thổ địa. Nhưng bây giờ nếu quý vị nào lỡ thờ thần tài thổ địa thì Phật giáo sẽ đem ánh sáng của Phật giáo soi vào cái ý nghĩa của thờ thần tài thổ địa. Thần tài là gì? Là ông thần giữ tiền. Thổ địa là gì? Là ông chủ đất. Ở đây mình có là thổ địa của nhà mình chưa? Chủ đất cái nhà mình đó. Nhưng mà mình không biết giữ tiền thì đất cũng bán luôn, nhà cũng on sale luôn. Cho nên cuối cùng chẳng làm được thần tài mà cũng chẳng làm được thổ địa. Thổ địa là
cái tâm cương quyết của mình gìn giữ mọi thứ. Tại vì kim, thổ sanh kim, ở trong đất nó sanh ra vàng. Vậy thì đất là đất tâm. Nếu đất tâm mà được vững thì vàng của nó có. Cho nên thờ thì cứ thờ, mà nghĩa thì phải hiểu. Thì thờ mà không có trách ổng, tôi thờ hoài cúng quá mà ổng phù hộ nghe. Thờ ông thần tài là thờ cái tinh thần giữ tiền của mình, giữ của mình. Thổ địa là mình làm sao giữ nhà cửa mình cho yên ổn nè. Giữ nhà cửa cho yên ổn là thổ địa. Cho nên cái nghiệp là nghiệp si mê. Vì muốn giữ lời hứa với má con trước khi bà qua đời nên con không thể bỏ đứa cháu này được. Nghĩa là đứa cháu đen đỏ này đó. Chữ bỏ đây có nghĩa là mình ruồng bỏ gì nó. Nhưng mà có đôi lúc phải để cho nó tự tỉnh giác. Mình quên nó tạm thời để cho nó tỉnh, chứ không phải là mình quên nó để nó nhớ nó phải làm gì. Chứ không phải là mình là người sống vô tâm vô cảm mà mình không ngó ngàng gì tới nó. Sau một thời gian thực tập buông bỏ khá lâu, bây giờ tâm con ngoài hỷ lạc còn có một trạng thái là nhìn mọi sự việc xảy ra, tâm con rất bình thản, không phản ứng dù vui hay buồn. Có phải là tắt lửa lòng không? Giờ qua tới tác phẩm rồi. Thế đại chúng, ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, kinh Tứ Thập Nhị Chương có một cái chương gọi là phàm làm người có 20 điều khó, nhân hữu nhị thập nan. Trong đó có một câu là vô tâm là khó. Chữ vô tâm á, như vị đạo hữu, vị Phật tử này á, coi như là bây giờ mọi sự việc xảy ra bình thản không phản ứng, thì cũng đang lo là không biết mình có bị tắt lửa lòng không. Muốn biết lát lên gặp em mồi lại là em biết liền. Học đạo vô tâm khó. Vô tâm là gì? Nghĩa là tâm mình không phải là thờ ơ lãnh đạm trước sự buồn vui khổ nạn của người khác, mà mình làm tất cả sự việc nhưng mà tâm mình không có dính mắc. Cái đó mới gọi là vô tâm. Chứ không phải thấy người ta khổ cái cũng lạnh ngắt. Tôi thấy vô tâm. Cũng giống như là cái vị thầy tu đó mà được một cô gái đẹp ôm vậy đó. Cái cô đó cũng được một bà cụ nói, con, bà nuôi ông thầy đó tu mấy năm rồi, giờ thầy bà muốn thử lòng thầy. Con lại con ôm thầy coi, con hỏi thầy coi, thầy ơi, thầy có feel không? Ôm thầy một cái. Thầy trả lời liền, cô đừng có hồng dụ tôi. Tâm tôi bây giờ lạnh lắm, giống như cái cây khô mà ở bên cái vách núi lạnh vậy đó. Cây khô mà ở vách núi lạnh là khủng khiếp lắm. Nếu như mình mà thầy mình tu cỡ đó là mình lại muốn chết luôn. Thầy này tu đàng hoàng, nhưng mà đối với bà già, thầy này tu chưa tới. Thì bà già đuổi đi thời gian thấy cũng tội, nuôi tu trở lại. Và sau lần này bà kêu cô gái khác ôm thầy lần nữa, hỏi là bây giờ thầy cảm thấy sao. Thì lúc đó thầy này trả lời, tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Nghĩa là cô ôm tôi, cô cảm sao cô biết, tôi cảm làm sao tôi biết, bà già là người thứ ba thì làm sao biết chuyện hai chúng mình. Cho nên thầy mới trả lời là tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Ở đây cũng vậy.
Mình tu không phải là biến mình thành cỏ khô như ông thầy lúc trước, phải không? Biến mình thành cỏ đá, mình vô tri, lạnh nhạt với tất cả không phải. Nhưng mà mình biết trang rãi tình thương của mình đến tất cả mọi người mà không có dính mắc. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. Có không không có, vậy mới chì. Tổ Huyền Quang là tam tổ của thiền phái Trúc Lâm. Trong những bài thơ nghệ sĩ của ngài có một bài thơ, có hai câu như thế này: tay cầm tràng hạt, tay nâng sáo, thiên hạ phiền ta có xá chi. Người ta có thể nhìn mình để người ta đánh giá, nhưng mình cầm cái sáo mà mình thổi cái gì mới là quan trọng. Thí dụ như người ta cầm cái sáo mà người ta thổi Thúy đã đi rồi, hay là người ta thổi đời tôi cô đơn, nhưng mình cũng là cái cây sáo đó, nhưng mà biết đâu người ta thổi một khúc nhạc khác. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Tại vì mình cứ nghĩ ông thầy trẻ nào đi tu chắc thất tình, mình định nghĩa như vậy, không phải. Cho nên á, thưa, nếu như nó mình, cái này mình phải tự hiểu là khi mình vô cảm, nghĩa là mình vẫn giúp tất cả mọi người mà tâm mình không dính mắc, hay là mình bỏ mặc người khác, mình không cần biết sống chết của ai, thì cái này không đúng. Tu không phải để biến mình thời cái chỗ đó. Cho nên cuối cùng Pháp Hòa muốn đọc đại bài thơ với đại chúng: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Mình đối cảnh nhưng mà mình vô tâm. Thí dụ như mình gặp một cái hoa đẹp thì mình vẫn biết nó là đẹp, nhưng mình vô tâm, nghĩa là xong rồi ai có cần mình tặng, có việc gì sử dụng mình sử dụng mà không buộc nó là của mình. Mình vẫn gặp bao nhiêu người đẹp trong cuộc đời mà mình không dính ai hết, thì cái đó gọi là đối cảnh vô tâm. Chứ mà nó thôi thôi xin đừng tới gần tôi. Cho nên tu không phải là móc mắt bỏ, thẻo tai bỏ, nhưng mà mình vẫn bình thường, vẫn nhìn, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết mà không dính gì, thì cái chỗ đó mới gọi là chỗ vô tâm. Còn nếu mà mình, ví dụ như có cái ông đó, ông học giáo lý vô thường, xong cái bữa nọ người ta đi ngang, hỏi chú có thấy cái cô mới đi ngang không? Tôi không thấy gì hết, tôi thấy một bộ xương đi ngang. Cái này nguy hiểm à. Quán vô thường sao không thấy người đẹp mà thấy bộ xương không? Cái này là mình bị dính đó. Cũng giống như là mình á, ghiền thuốc lá, cái bỏ thuốc lá nhai xương gum, tới hồi bỏ được thuốc lá cái ghiền xương gum. Này là nguy hiểm. Nhiều khi mình bỏ được cái này mà vướng ở học giáo lý không, xong rồi rốt cuộc bị cái không nó làm khổ mình. Quý vị hiểu được chỗ đó. Cho nên tu hành không phải biến mình thành cỏ cây sát đá mà không có biết một chút gì chứ. Hỏi ăn không? Không biết. Hỏi ngon không? Không biết. Cái này gọi là thực bất tri kỳ vị. Mà thực bất tri kỳ vị nghĩa là mình robot. Tụng kinh mà không cảm được lời kinh, nói chuyện mà không biết mình đang nói gì là robot rồi, là mộc nhân rồi. Người xưa không có robot kêu mộc nhân, mộc nhân là người gỗ.
Cho nên đừng biến mình thành như vậy. Cái này thì phải hỏi lại, tắt lửa lòng chưa? Thầy về đây con rất là vui, không diễn tả nổi niềm vui này. Con sẽ nhớ hình ảnh này đến suốt cuộc đời của con. Ghê gớm quá. Hồi nãy cái câu hỏi phước đức công đức là Hòa trả lời đó. Phước đức là những cái gì mình làm, công đức là những gì mình dụng, mình tu, mình sống. Ví dụ mình cho người ta tiền là phước đức, cái tư cách mình cho làm sao, mình đừng có khinh khi người ta thì mới có phước, gọi là cái đó gọi là công đức. Hết giờ rồi. Thôi chắc không trả lời nữa đâu, tại vì giờ thì hết mà câu hỏi còn nhiều. Trả lời nữa ta nói mình kỳ thị câu có câu không. Còn nhiều lắm. Để đây chúng nghĩ đi. Nhiều quá chừng. Nhiều lắm. Thôi bây giờ trả lời câu cuối. Nhắc lên đại nha. Có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Đừng lo, lát em đi rồi. Có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Chữ duyên trong tiếng Mỹ là gì? Ủa sao giống làm thơ vậy ta? Trước hết mình nói chữ duyên trong tiếng Việt đã. Nhiều khi mình nói chứ mình cũng biết duyên là gì đó. Duyên là điều kiện. Duyên là điều kiện. Ví dụ nha, hạt trà là nhân, nước sôi là nhân, bình trà là nhân, mỗi mỗi điều là nhân. Rồi mình duyên nó lại. Nước sôi với lá trà, và nhờ có cái bình đựng trà cho nên cái quả là có nước trà. Nếu có trà mà không có nước sôi thì không có trà, để thiếu duyên. Vậy thì duyên là điều kiện đủ để mọi thứ có mặt. Nếu hôm nay đại chúng đông đủ, hội trường đã mướn được, đại chúng đã sẵn sàng, cuối cùng Pháp Hòa qua không được, duyên thiếu. Ví dụ Pháp Hòa bị trễ máy bay, bị bão tuyết hay cái gì không qua được, hay do bệnh, thì thiếu duyên. Vậy thì duyên là điều kiện. Vậy thì trong cuộc sống này, tất cả những gì có mặt phải nói đến điều kiện đủ để có duyên. Có nhiều khi ở sát dách mà chưa bao giờ quen, tự nhiên có một ngày nọ cái duyên nó đến. Có cái chú đó đó, ông học giỏi lắm, tới cuối cùng á, ai bao nhiêu người tới nhờ ông gì giới thiệu cho vợ cho ông cưới, ông nói không, tôi phải học thành tài rồi tôi mới cưới vợ. Trời ơi, tới cái ngày ông thành tài rồi, cái ngày mà ông cưới vợ đó, cái rước dâu vô làm lễ xong, cái dở khăn mặt ra để cho ông nhìn mặt vợ ông, tại theo hồi xưa là cưới thôi chứ phải phủ mặt để dở ra. Tôi không dở đó, trời đất ơi, bà nào bà này bà dứt bèo cho vịt ăn mỗi ngày ngay cửa sổ thôi mà. Lúc mà ông học bài á, ông ngồi ngay cửa sổ ông ngó ra cái bà này nè, bà này mà tôi dứt bèo cho vịt ăn mỗi ngày nè. Có nhiều khi sát dách vậy đó, mà đợi tới ngày học thành tài mới được nói chuyện. Đi kiếm khắp hết sơn hà đại địa, cuối cùng tưởng ai đâu, ngay gót chân mình. Quý hiểu được chỗ đó không? Cho nên duyên là conditions. Duyên là cái conditions. Thiếu một cái condition cũng không được. Ví dụ như 99 cent không thể gọi là một đồng. Thêm một cent nữa vô, một duyên nữa thôi, để gọi là một đồng.
ly nước đã đầy, không sao hết, nhưng thêm một giọt nước nữa thôi nó tràn, thì một giọt đó là duyên để nó tràn cái ly nước. Vậy thì cuộc sống này cũng thế, đủ duyên chúng ta gặp, cũng đủ duyên chúng ta tan, tại vì hết giờ. Duyên phải đủ. Ví dụ như giờ mới 5 giờ biểu tan đâu được, duyên phải đủ. Tại vì contract tới 9 giờ. Chưa tới 9 giờ dễ gì đi ra với Tịnh Diệu. Tịnh Diệu là hô cái show này nè. Có gì hỏi nhỏ nhỏ, Tịnh Diệu là ai? Tịnh Diệu là bà bầu của show này nè. Trời ơi, mà chưa hết show này là cổ đã đặt 2-3 show khác. Dễ dãi gì hứa. Duyên là vậy đó. Hết đủ, quý vị nhớ là đủ duyên thì có, mà đủ duyên mới rã nha. Ví dụ nè, bây giờ cái ly này Pháp Hòa làm rớt xuống cái sàn nhà này nè, là do Pháp Hòa sơ ý cầm không vững thì cái duyên nó rớt cái ly. Nhưng mà ở dưới này không phải là gạch mà là thảm thì không đủ duyên để cái ly này nó bể. Nếu mà là gạch thì đủ duyên để cái ly này nó bể. Vậy thì bể cũng phải đủ duyên, chứ không phải là bể là rớt phải là bể. Cố tình ráp cho hai người đó mà họ không đủ duyên, họ cũng đủ duyên họ rã. Tại vì sao? Thoại bất đầu cơ bán cú đa, tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Rượu mà gặp đúng tri kỷ rồi ngàn ly vẫn thấy ít. Tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Thoại bất đầu cơ bán cú đa, nói chuyện không hợp nửa cú đã thấy, nửa câu đã thấy quá nhiều. Bán cú là nửa câu chứ không phải không phải cú đầu đó. Nếu mà là tri kỷ mà gặp nhau rồi ngồi uống rượu nói chuyện ngàn ly vẫn thấy ít, nói chuyện không hợp rơ nửa câu đã quá nhiều. Thoại bất đầu cơ bán cú đa, nói chuyện không hợp nửa câu đã nhiều. Còn nói hợp cơ rồi, nói tới 9 giờ chưa chịu nghỉ. Thôi mà phải nghỉ thôi.